Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Sintokin được sản xuất tại Sinmosa Biopharma. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về ShinTokin cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. ShinTokin là thuốc gì? ShinTokin được nhập khẩu trực tiếp từ Đài Loan, sẽ giúp điều trị hiệu quả các trường hợp viêm da, nhiễm nấm, viêm da vùng bẹn, viêm da ở tay, viêm bao quy đầu, nấm kẽ chân, kẽ tay và nhiều trường hợp bệnh lý da liễu sẽ được ưu tiên dùng thuốc để sớm điều trị được bệnh lý hiệu quả thành phần của Sintokin. Mỗi 1 gam kem chứa, hoạt chất. Betamethasone valerate 0,0.61mg. Tương đùa Og betamethasone 0.5g. Gentamicin sulfate 0,1.67mg. Tương đương gentamicin 0,1.0mg. Tonaptate 0,10mg. Iodoclo hydroxyquin 0,10mg công dụng và chỉ định của Sintokin. Giảm viêm da có đáp ứng với corticosteroid, nhiễm trùng, nhiễm nấm do các chủng vi khuẩn, vi nấm nhạy cảm với các thành phần của Sintokin hay trường hợp có nguy có bị nhiễm trùng. Các trường hợp như viêm da vùng bẹn, viêm da ở tay chân, viêm da bao quy đầu, viêm da chảm bội nhiễm, viêm da do tiếp xúc, viêm nang long, ngứa hậu môn, tràm da đầu, viêm nếp gấp trên da, viêm da đầu, mụn mủ bệnh chốc lở, viêm da chốc lở, viêm da nhạy cảm với ánh sáng, nhiễm nấm bệnh và nấm tròn trên da, nấm kẽ chân, nấm ở háng. Cách dùng và liều dùng của Sintokin Thoa một lớp mỏng trên vùng da bị nhiễm từ 2 đến 3 lần mỗi ngày, hay theo chỉ của bác sĩ. Thời gian điều trị tùy theo đáp ứng của cơ thể. Trường hợp nấm kẽ chân phải dùng thuốc lâu hơn, khoảng 2 đến 4 tuần. Chống chỉ định của Sintokin mẫn cảm với các thành phần của thuốc. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Sintokin, đồng thời biết cách sử dụng Sintokin sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham